Ngày 8 tháng 3, ông Nguyễn Đại Tánh, Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh Xã hội tỉnh Long An cho biết vừa ra quyết định tạm đình chỉ hoạt động Trung tâm Dạy nghề Hàng Giang ở ấp 2 xã Hướng Thọ Phú, thành phố Tân An, tỉnh Long An. Theo đó, Sở Lao động Thương binh Xã hội tỉnh Long An làm việc với đại diện công ty là đơn vị chủ đầu tư Trung tâm Dạy nghề Hàng Giang, yêu cầu chủ đầu tư ra soát báo cáo về tình hình hoạt động tại trung tâm, đồng thời yêu cầu đại diện chủ đầu tư phải giải quyết những vấn đề phát sinh có liên quan còn dang dở, đặc biệt là các chế độ chính sách quyền lợi của giáo viên học viên. Trước đó, ngày 4 tháng 3, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Long An ra quyết định khởi tố bị can bắt tạm giam đối với ông Đào Đức Hạnh, 52 tuổi, thường trú khu phố 7, thị trấn Nhà Bè, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh, là giám đốc Trung tâm Dạy nghề Hàng Giang để điều tra về hành vi nhận hối lộ. Theo cơ quan chức năng, Trung tâm Dạy nghề Hàng Giang được cấp phép hoạt động dạy nghề tại xã Hướng Thọ Phú, thành phố Tân An, tỉnh Long An, trong đó có nghề thuyền trưởng, máy trưởng phương tiện thủy nội địa. Sở Giao thông Vận tải tỉnh Long An cũng cho biết từ năm 2014 đến nay, Trung tâm Dạy nghề Hàng Giang đã tổ chức thi 4 đợt với hơn 500 học viên. Tuy nhiên, sở chỉ kiểm tra sát hạch được 3 đợt, riêng đợt 4 với hơn 100 học viên đã phát hiện có nhiều dấu hiệu sai phạm nên trình báo cơ quan chức năng. Theo thông tin từ Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ tại thành phố Hồ Chí Minh, ngày 7 tháng 3, Tổng Giám đốc Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ Joseph Samathan Power, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Mark Knopfler và Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã công bố một hợp đồng mới trị giá 73 triệu đô la Mỹ để xử lý và làm sạch đất tại sân bay Biên Hòa. Khoản tài trợ mới này thể hiện rõ cam kết của Hoa Kỳ với Việt Nam khi hai nước hướng đến kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ đối tác toàn diện. Trong khuôn khổ hợp đồng được công bố, công ty xử lý môi trường của Hoa Kỳ Nelson Environmental Remediation USA sẽ thiết kế, xây dựng và vận hành một khu xử lý để làm sạch đất và trầm tích ô nhiễm dioxin tại khu vực sân bay Biên Hòa. Giai đoạn 1 sẽ xử lý hơn 100.000 mét khối đất và trầm tích trong tổng số khoảng 500.000 mét khối đất và trầm tích ô nhiễm dioxin. Dự án xử lý dioxin tại sân bay Biên Hòa được khởi công vào tháng 4 năm 2019 và dự kiến mất 10 năm để hoàn thành với tổng chi phí lên tới 450 triệu đô la Mỹ. Đến nay, chính phủ Hoa Kỳ đã đóng góp 163,25 triệu đô la Mỹ trong tổng số 300 triệu đô la Mỹ dự kiến sẽ đóng góp cho dự án này. Dự án xử lý dioxin tại sân bay Biên Hòa có quy mô gấp gần 4 lần so với dự án xử lý dioxin tại sân bay Đà Nẵng đã được UNICEF và Bộ Quốc phòng Việt Nam hoàn thành vào năm 2018. Sáng 8 tháng 3, ông Nguyễn Xuân Cảnh, Bí thư Đảng ủy xã Quan Diệm, huyện miền núi Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh cho biết trên địa bàn xã vừa xảy ra một vụ đuối nước thương tâm khiến hai cháu bé tử vong. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 16 giờ ngày 7 tháng 3, cháu P, 5 tuổi và M, 3 tuổi là con chú bác chuột cùng trú tại thôn Sông Con, xã Quan Diệm đi ra khu vực bờ sông Con, đoạn trọc bến Chùa Nội, một nhánh sông nhỏ chảy qua địa bàn xã Quan Diệm đổ ra sông Ngàn Phố gần nhà để chơi. Trong quá trình chơi, hai cháu đã không may bị sẩy chân rơi xuống nước. Một thời gian sau đó, người dân đi làm ngoài đồng về nhìn thấy đôi dép tại bờ sông. Nghi ngờ hai cháu để dép lại, lội ra mép sông rồi bị đuối nước nên hô hoán mọi người đến tìm kiếm. Đến khoảng 19 giờ 30 phút cùng ngày, lực lượng tìm kiếm đã vớt được thi thể cháu M và đến 21 giờ cùng ngày thì vớt được thi thể cháu D trôi xa cách hiện trường bị nạn khoảng 2 km. Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, trong 2 tháng đầu năm nay, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu nông lâm thủy sản chỉ ước đạt 11,99 tỷ đô la Mỹ, giảm 16,8% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, cả xuất khẩu và nhập khẩu cùng giảm, riêng trong tháng 2 năm 2023. Bên cạnh một vài mặt hàng xuất khẩu có kim ngạch tăng như chè, rau quả, sắn mì nhưng trị giá thấp thì đa số các mặt hàng sụt giảm về kim ngạch xuất khẩu như cà phê giảm 14,6%, cao su giảm 23,1%, gạo giảm 10,8%, hạt điều giảm 14,3%. Thậm chí các sản phẩm chủ lực như cá tra giảm tới 64,1%, tôm giảm 54,9%, gỗ và sản phẩm gỗ giảm 34,8%, mây tre cối thảm giảm 39,8%. Do đó, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đã chỉ đạo tăng cường tổ chức các hội nghị xúc tiến thương mại hàng tháng để cung cấp thông tin thị trường và tìm giải pháp gỡ khó cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu. Bộ Công Thương sẽ tập trung phát triển thị trường nhất là khu vực Bắc Âu, Đông Âu, Mỹ Latin và các thị trường mới còn dư địa khai thác. Cơ quan này sẽ hỗ trợ các doanh nghiệp tận dụng các FTA đã ký kết để khai thác hiệu quả các thị trường đẩy mạnh xuất khẩu, đồng thời thúc đẩy đàm phán các hiệp định mới như FTA với các khối nước Mercosur gồm Brazil, Argentina, Uruguay, Paraguay để đưa FTA này thành động lực khai thác thị trường Mỹ Latin, tranh thủ sự hồi phục nhanh của các thị trường khu vực ASEAN và một số nước châu Á để đẩy mạnh xuất khẩu.
Ngày 7 tháng 3, sau 5 ngày xét xử sơ thẩm lần 2, Tòa án Nhân dân tỉnh Bạc Liêu đã tuyên án đối với các bị cáo trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty Cổ phần Thủy sản Minh Hiếu, gọi tắt là Công ty Minh Hiếu, có trụ sở tại phường 1, thị xã Gia Rai. Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Ngô Chí Dũng mức án tù chung thân, Lê Thị Hạc, vợ của ông Dũng, 18 năm tù, Nguyễn Thị Úc, 12 năm tù, Huỳnh Hồng Bảo, 11 năm tù, Nguyễn Thị Soan, 8 năm tù, Lê Tiến Dũng, 7 năm tù, Huỳnh Thanh Toàn, 6 năm tù và Đỗ Minh Đan, 4 năm tù. Hội đồng xét xử cũng tuyên bị cáo Dũng có nghĩa vụ trả cho Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV số tiền hơn 13,9 tỷ đồng. Vợ chồng bị cáo Dũng và Hạc liên đới trả cho Ngân hàng Thương mại Cổ phần An Bình Việt Nam số tiền 32,6 tỷ đồng, trả cho Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu Việt Nam số tiền hơn 20,5 tỷ đồng. Theo cáo trạng, bị cáo Dũng và Hạc là chủ của Công ty Minh Hiếu đã lợi dụng chính sách ngân hàng cấp tín dụng cho doanh nghiệp tài trợ xuất khẩu hải sản. Để đáp ứng theo quy định của ngân hàng về việc cho các doanh nghiệp vay, Dũng và Hạc đã thành lập ra nhiều công ty hộ kinh doanh nhờ người làm công đứng tên và tự đứng tên nhằm xuất hóa đơn giữa các công ty với nhau. Để đạt được mục đích, các bị cáo Dũng, Hạc, Úc, Bảo, Son, Đoàn, Đan và Lê Tiến Dũng đã cấu kết chặt chẽ dưới sự chỉ đạo của vợ chồng Ngô Chí Dũng. Các bị cáo gian dối trong việc thế chấp tài sản là hàng hóa tồn kho khống, cùng lúc thế chấp đến 3 ngân hàng, lập xuất hóa đơn giá trị gia tăng khống, đồng thời còn sử dụng một hóa đơn khống cung cấp cho nhiều ngân hàng để làm căn cứ cho ngân hàng giải ngân. Qua đó, Ngô Chí Dũng và các đồng phạm chiếm đoạt tổng số tiền hơn 67 tỷ đồng của 3 ngân hàng.